Trung Quốc xây dựng tòa nhà 57 tầng chỉ trong 19 ngày đã khiến cho cả thế giới mắt chữ O, miệng chữ A. Và sự thật đằng sau đó, một công ty Trung Quốc tự xưng mình là công ty xây dựng nhanh nhất thế giới sau khi hoàn thành tòa nhà chọc trời Mini Sky City cao 57 tầng chỉ trong 19 ngày làm việc với tốc độ ánh sáng là 3 tầng trên một ngày. Phó chủ tịch của công ty xây dựng tiền chế này cho biết Mini Sky City được xây dựng bằng cách lắp ráp các khối được đúc sẵn và lắp ráp 3 tầng mỗi ngày. Khi đã đạt được kỷ lục thì nhà đầu tư này lại có tham vọng muốn lập thêm kỷ lục tiếp theo là lắp ráp tòa nhà chọc trời cao nhất thế giới với 220 tầng trong thời gian chỉ 3 tháng. Anh em hàng xóm Trung Quốc chơi lớn thế này thì chắc hẳn thầy Lộc Phụ Hồ sẽ mất hết học viên. Dự án được tiến hành trong 2 giai đoạn do thời tiết xấu. Các video tua nhanh về thời gian xây dựng nhanh chóng của nó đã trở thành tin nóng, lan truyền ngập tràn các trang mạng xã hội của Trung Quốc. Trên thực tế thì đây là phương pháp xây dựng được đánh giá là rất an toàn và có thể chịu được động đất. Các quốc gia phát triển phương Tây như Anh hay Mỹ đã triển khai phương pháp này từ lâu. Tuy nhiên, một số nhà phê bình cho rằng phương pháp này có thể dẫn đến cảnh quan của thành phố có kiến trúc quá giống nhau và không tạo nên điểm nhấn. Đơn vị thi công đã dành ra 4 tháng rưỡi để chế tạo hơn 2.700 module của tòa nhà trước khi bắt đầu xây dựng. Tòa nhà cao 57 tầng với 19 giếng trời, 800 căn hộ và không gian văn phòng dành cho 4.000 người. Theo các bạn thì tòa nhà này liệu có chắc chắn và có tuổi thọ cao hơn những tòa nhà xây dựng bằng bê tông cốt thép hay không?